Em không thích bố mẹ tôi và xem thường những đứa em đang còn chạy ăn từng bữa của tôi. Những lời nói, hành động khinh bỉ của em và gia đình khiến tôi trầm cảm và tự ti. Vì có nhiều lúc ức ức á, nên tôi có đi uống rượu giải sầu. Lần này tôi gặp được cô ấy. Người con gái đã cứu vớt tôi khỏi thế giới tầm tối này. Thiệt nha, dù mới chỉ gặp mặt lần đầu thôi, nhưng tôi và cô ấy đều dễ dàng nói ra hết những cảm xúc của bản thân. Cô ấy mới ly hôn được mấy tháng thôi, lý do là người chồng lấy tiền đi chơi gái. Vì không chịu được nữa, cô ấy mới quyết định ly hôn. Chắc là vì có nỗi đau liên quan đến gia đình, cho nên á, cả tôi và cô ấy đều cảm thấy như có sự kết nối vô hình nào đấy. Và tôi đã khóc khi chia sẻ những nỗi đau của mình. Cô ấy cho tôi thấy sự cảm thông, sự thấu hiểu. Rồi, sau lần ấy, tâm hồn của tôi nhẹ nhõm biết là bao nhiêu. Tôi tìm được người hiểu và chia sẻ với mình những ngày tiếp theo á cứ có thời gian là bọn tôi hẹn gặp đối phương để tâm sự cô ấy thật sự dịu dàng và luôn chào đón tôi bằng nụ cười tỏa nắng cô ấy cho tôi thấy giá trị của mình giúp tôi sống vui hơn ở bên cô ấy á tôi thấy mình thực sự được sống đặc biệt nha